Chào bạn, hôm nay tôi sẽ mua cái thùng túi đồ nha, mua để review thử cái thùng này chất lượng thế nào nha bạn. Tôi sẽ chọn cái thùng này màu đỏ nha, thùng hiệu ruby gì nè, thùng màu đỏ. Thùng đây nó bán chậu keo cảnh quá ta luôn nè. Tôi sẽ chọn cái thùng màu đỏ. Thùng này 5 lít chắc. Thùng này 10 lít nè. Tôi sẽ chọn thùng 10 lít này. Rồi. Đi quá trời. Hồi nãy tôi đem mua về rồi các bạn. Mấy cái thùng tưới nè. Thùng này 10 lít nè. 10 lít màu đỏ nè. Và tôi sẽ khui ra tưới test thử rồi thấy thì mẫu mã thì cũng đẹp lắm rồi thử ra. Nghe cái thương hiệu đây, thương hiệu bằng 10 lít nha. Mà kêu bằng review đi cái bình mới mua về. Bây giờ múc nước vô thử. Rất nặng lắm á, mà vừa lít nước lắm á, mới thử mấy cây này kiện á. Tôi thử mấy cây xứ hỏng rồi ghép mới ghép. Với mấy cái bằng giấy hả, mới ghép luôn nè bạn. Hình như là review xong mấy cái bình, tưới mới mua 8 lít, 10 lít nha. Kết thúc video đây nha bạn.